bạn biết ông ta muốn làm gì không? Đúng thế, ông ta đang định nhảy lầu, từ tầng 22 nhảy xuống, nhất định cơ thể không toàn vẹn. Cảnh sát mời chuyên gia đàm phán đến, nhưng chuyên gia đàm phán nửa ngày thất bại ra về, bởi vì người nhảy lầu là nhà tâm lý học. Dưới lầu người đứng chật cứng, mọi người hướng về người đàn ông đang tuyệt vọng đứng trên kia. Khi mọi người vẫn mãi hóng phía trên, một người vô gia cư râu ria xông vào đám đông. Người vô gia cư bên cạnh nói, tôi cực một cái hamburger, người này không sống được. Ông ta cầm lấy cái hamburger trên tay người kia, cảm ơn nhé anh bạn, sau đó đi thang máy đến tầng 22. Bác sĩ tâm lý nhìn đoàn người chen chúc phía dưới, nhắm mắt lại chuẩn bị nhảy. Đột nhiên một người kỳ lạ đến bên cạnh anh, còn ngó xuống nhìn. Bác sĩ tâm lý không ngờ đến tình huống này, bị dọa giật mình. Người vô gia cư nói, anh đừng phiền tôi ăn sáng, còn hỏi bác sĩ có muốn một nửa không. Cảnh sát hoang mang đi đến, một người còn chưa cứu được mà giờ lại thêm một người nữa. Nhưng người vô gia cư nói với cảnh sát, yên tâm, nếu anh ta nhảy tôi sẽ lập tức gọi các người ở đây, cứ giao cho tôi. Khi cảnh sát đi khỏi, người vô gia cư nói, họ đi rồi, anh có thể nhảy. Nhưng thấy bác sĩ vẫn chưa nhảy, ông lại bồi thêm, anh có biết cứ mỗi 4 giây lại có một người tự sát. Bác sĩ không thèm để ý đến lời ông, cơ thể nghiêng về phía trước một chút chuẩn bị nhảy. Người vô gia cư vẫn chưa bỏ cuộc, anh không phải là tự sát mà là phạm nhân mưu sát. Cuối cùng cũng lôi kéo được sự chú ý của bác sĩ, tự sát không giết ai sao lại nói là mưu sát. Anh cho rằng tự giết chính mình, nhưng thực chất anh đã giết người nhà của anh. Bác sĩ tâm lý động lòng, lấy ra tấm ảnh của con trai. Người vô gia cư dùng phương pháp hết sức đơn giản thay đổi cách nghĩ của một chuyên gia. Tôi muốn mượn áo khoác của anh, được không? Nếu như anh nhảy, nhớ để lại nó cho tôi, áo của tôi bẩn rồi. Đột nhiên bác sĩ nở nụ cười. Người vô gia cư nhìn thấy nước mắt trên mặt bác sĩ, ông không hề biết tôi đã mất những gì, những thứ tôi mất còn nhiều hơn anh đấy. Nói xong người vô gia cư chậm chậm bước ra xa. Bác sĩ nhắm mắt lại vẫn quyết định nhảy, nhưng một giây sau anh liền từ bỏ. Đúng thế, nếu mình chết rồi con trai sẽ thế nào? Người vô gia cư giữ lấy tay của bác sĩ, tấm ảnh rơi xuống dưới. Lúc này anh ta mới cảm thấy sợ, nhưng cuối cùng cũng cười rồi. Mà câu chuyện vừa nãy mà người vô gia cư kể cho bác sĩ là câu chuyện về cuộc đời ông. Ông trước đây từng là một người giàu có, công ty có hơn 200 chi nhánh trên thế giới, ngày nào cũng bận rộn công việc, không có thời gian quan tâm đến người nhà. Ngày nào cũng thế, vừa về đến nhà có điện thoại liền đi ngay. Mãi mới có một ngày ông tạm gác công việc đưa con gái đi du lịch, nhưng khi chuẩn bị xuất phát lại nhận được một cuộc điện thoại. Cuối cùng ông vẫn chọn quay về công ty, nhưng khi máy bay vừa cất cánh, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, con gái và vợ đều gặp nạn. Sau đó ông mới hiểu ra, cuộc đời quan trọng nhất không phải tiền, quyên góp toàn bộ tài sản của mình để làm từ thiện, còn bản thân không nhà không cửa, sống không ra sống. Con người chỉ khi mất tất cả mới hiểu, quá khứ không thể thay đổi cũng không thể quay lại, đến khi hối hận đã không kịp nữa. Tuy nhiên có những chuyện nhận ra sớm vẫn còn kịp. Bác sĩ tâm lý muốn nhảy lầu, các chuyên gia đến đàm phán đều phải bó tay, nhưng được một người ăn xin cứu, vừa có được cuộc sống mới. Về đến nhà trùng hợp nghe được tin tức người nhảy lầu lại chính là con trai của mình, anh vội vàng đến nơi đó, treo qua cửa sổ đứng bên cạnh con trai. Con trai tức giận chất vấn, vì sao bố lại ở đây? Hóa ra người bố này mặc dù là một bác sĩ tâm lý, nhưng đối với con trai lại vô cùng nghiêm khắc. Anh đem tất cả những kỳ vọng mà bản thân chưa đạt được đặt hết lên người con trai. Thời gian dài, người con dần căm ghét bố mình, không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh nữa. Con trai uất ức nói, trước giờ đều làm theo ý bố, chưa từng cãi lại. Còn bác sĩ cuối cùng cũng hiểu sai lầm của mình, ông xin con trai tha thứ, cho bản thân ông cơ hội sửa chữa. Không còn nữa, bố đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội rồi. Con trai giơ hai tay ra chuẩn bị nhảy xuống, bên dưới rất nhiều người đứng xem. Được thế thì chúng ta cùng nhau, con trai ngạc nhiên, còn khán giả ở dưới thì sốt ruột vì mãi chưa thấy nhảy. Bác sĩ nói, nếu như không có con, bố cũng không sống nữa. Ông tiến từng bước về phía trước, đúng lúc nguy cấp con trai kịp thời kéo ông lại. Cậu không ngờ rằng bố lại yêu mình đến thế, chỉ là cách dạy dỗ của ông đã vô tình tạo cho con mình một cái gông sắt mà bản thân ông cũng không hề hay biết. Sau khi nhận ra tất cả, hai bố con ôm nhau khóc. Cuộc đời quá ngắn, mà việc chúng ta muốn làm lại quá nhiều, có những chuyện nếu cả hai im lặng thì mãi mãi không thể giải quyết. Con người cần có dũng khí để đối mặt với thế giới này. Ngoảnh đầu nhìn lại, không phải thế giới quay lưng với bạn, mà chính bạn đã quay lưng với thế giới. Like page để cập nhật nhiều phim hay nhé. Tạm biệt.